băm tiết canh dê nhá. Đấy, nay tôi giới thiệu cho các bác cái cách làm nhân tiết canh dê. Đấy, tiên là phải chuẩn bị nhân tiết canh này, băm thịt mới sực sụn. Anh đầu bếp rất là chuyên nghiệp luôn. Đâu? Tay trái nhá, rất là chuyên nghiệp. Bác phổi đấy, bác bố. Vẫn sống anh. Tấm nhạc. Úi. Cái này nó mà mình trần qua thì băm nó dễ hơn. Dạ. Nhưng mà nó mất cảm hứng. Băm đi băm nó mới mặt hình. Đây, sụn đấy. Đấy chả thứ sống đâu. Phổi đâu. Thương phổi ơi. 8, 13 này thì cần. Đây, cái lưỡi lưỡi ấy. Cái lưỡi đâu ấy. Phổi. Phổi có băm được không ạ? Cho lẫn phổi vào được không? Cuống họng đúng rồi. Thích ăn làm đúng 8-3 giờ là bám mâm rồi. Tao bác ơi làm thức anh giòn xào á. Làm thức anh giòn xào à. Thế thì làm thức canh xong là đệ đổ và nấu canh. Thế là cũng gọi là canh. Canh tiết tiết canh. Nhưng mà hấp thì nó lên ăn nó chả có vị gì. Hấp nó đúng là chả đổ và nấu cháo. Đúng rồi. Nấu canh đắng luôn. Các bạn làm việc không tụi? Bịa chứ không phải. Bịa thì có, chứ bố Huy thôi. Chắc là không làm rồi. Mà hôm nay thằng bố Huy nó lên nhỉ. Châm. Bố Huy, Châm làm gì không biết làm. Không bắt đầu, chán rồi. Đấy, sừng sự sụn nha các bác nha. Băm sụn ăn nó mới sần sật cũng ngon này. Rồi lấy tia, trong khi đó thì lại buộc cái đoạn tia này à? Làm bốc cả cướp à, à hôm nay ai bắt tiết đây bác Tùng. Hôm nay ai bắt đây bác Tùng? Chuyên gia Hùng. À chú Hùng à? Chuyên gia Hùng chỉ là bắt tia. À quét à, bắt tia cả. Quét sạch lại kìa. Toàn tay dao tay thớt rồi. Vâng. Còn nhân tiết canh. Thêm cả những cái bì này vừa ngoài quân. Được, cho tất cái đấy vào đây băm tất và băm một xương nữa thì cho băm nhân xong. Xong. Cứ là thịt ra được chén hết. Thế mà quay sang băm sao mà tiệt chút nhá. Não bộ. Thế cấu đứa nào ấy bảo ra chỗ cổng trường cấp 2 nó có cái cây cột điện chỉ trèo lên bè. Nó gãy, cái cây nó gãy rồi. Ngay ở đây cây nó gãy được bỏ đấy. Cái lá gì ạ? Cấu xấu. Đây là nhà bác có cây. Toàn ra đây lấy. Nó dễ lấy. Ở đây nó dễ lấy. Cột trèo lấy cái cây cột điện. Đứa nào trèo được trèo. Ta kiếm luôn. Đấy ta lên đây đây. Làm cái xào nó cao hơn đầu. Tiếng bẻ trèo nó tùng. Em toàn ra đấy cái lấy bẻ khoảng 2-3 cành để cứ nấu canh chua ấy. Toàn cái đạt nó lấy. Tại vì cái lên cây cột điện ấy. Cái cây cột điện nó có bậc thang như cái thang ấy, lưỡi thao khổ. Đúng rồi. Càng không lẻ là. Lá sung xấu. Sung để vào trong chợ. Đây là cây... bốn cây to đùng đây, chợ là cái gì? Đúng có tuổi rồi, giờ chỉ có gánh. Thêm lá xấu thôi. Cũng gánh chảy hết, dùng à. Nó kìa lá, lấy cái lá ngõa kìa được. Cái lá non của cái ngõa này. Dạ. Ngõa không bằng tùng, nó chung là ngon. Mà thêm cái lá thì được, nó sẽ màu đẹp, nó ngon, đúng không? Đấy, lúc này cách xa ra, nó là băm vào nhau này. Chân đi. Cú mẹ người đều tay chiêu à? Ừ, quân tay chiêu không chạy. Tay chiêu toàn người kéo. Nhưng nếu mà cầm quan là cầm được cả hai bên. Nhưng mà nếu thuận tay trái hơn. 8:30 ạ. 8:20. Không có nặng đâu đấy. 1 giờ 2 giờ xong.
Nó chán nào nhỉ? Các vị kiến nó hảo mình rồi. Rồi, chán lắm rồi. Các cháu ơi, có phủ là thì nó lại chán nướng, nó không thể này. Nghe giống mặt bà Tân Vlog. Đấy, cháu đang định nói đấy. Các cháu ơi, nghe giống bà Tân Vlog. Đây, ví dụ là các cháu ơi, lại là bà đây. Hôm nay bà đang lọc thịt dê. Chào các cháu nhá. Hôm nay bà làm món dê siêu to khổng lồ. Hôm nay là bà làm dỗ tổ Hùng Vương nhá. Đấy, dỗ tổ Hùng Vương rồi. Nguyên nhà bà người để dỗ nguyên tổ Hùng Vương này. Thằng Long nó chả hỏi chỗ này ấy, nó bảo là bà ơi mở xem bà Tân lên lúc cái bảo đấy là bạn của bà đấy, nó bảo thứ hai bà. Hôm đó nó bảo bà ơi bà đưa cháu đến bạn của bà để làm bạn của bà làm nhiều món ăn. Cháu bảo thì xa lắm đi được. Nó bất thường thật đấy. Có thêm củi vào đấy để tí nữa lấy củi mà nướng thịt ăn lấy than. Không có than đâu. Nướng luôn đấy, đỗ phải đỗ cả xe rồi chú. Nướng luôn đấy. Nướng lấy rồi phải ăn. Hoặc là người kể bên da kể bên. 97% là nướng đâu. Cái gì đấy à? Dê tái mà đúng không? Dê thì không sợ thì cũng qua. Mặt gì? Có chứ. Mặt gì? Mặt đứng rượu. Mặt cái tiết. Xanh đỏ. Không phải ai ai luộc cái này anh nhỉ? Xong rồi. Cái nồi gì ở trên bếp kìa? Giả luôn nhá. Ơ chú không với ai xem cái nồi gà luộc nhỉ? Dũng nhận làm cái đó tắt về rồi. Từ hôm qua nó nhảy. Cái mở cái nồi cái phần gà đấy không? Xem này nó nhảy mất rồi. Giờ đi cho bác gà. Không có rồi. Không có hay cho cái đấy vào đấy luộc. Luộc luộc ai luộc canh thôi. Không phải canh đâu, cái đấy phải canh. Đấy để cái canh gì? Không. Luộc cái ý không sao đâu, luộc cái đấy. Cái gì đấy, cái gì, mỗ tổ cái gì? Bạn băm đã xong, bây giờ cho nó chảo. Còn đánh cái canh à? Đảo các bác nha. Vâng, phổi xào. Xào chín nhỉ. Anh chứ. Băm, đâu được chưa, anh cầm được chưa, phổi được chưa? Băm xả. Phổi mà. Phổi được băm nhân tiết canh chứ. Phổi băm tiết canh mà. Ừ. Phổi tiết canh thì phải băm. À, phải luộc. Chân qua phát vào đâu rồi, băm mang lên băm luôn. Chân qua đi xong dưới băm luôn. Trần nó dễ băm hơn. Trần đi. Mỡ mới phổi là phải trần nó dễ băm. Băm luôn cái tai mình nha. Tai lưỡi. Băm thêm nhân cái canh. Đấy thì ăn cái canh chính. Đúng rồi. Thế thôi. Một hai miếng đấy thôi còn. Cũng là chính ăn mấy anh nhỉ? Cái này là để kế hết nha. Đấy, sau khi băm xong rồi sẽ cho vào đảo qua nhé các bác nhé. Răng vàng cho vào răng, cho vào răng chín chứ tôi nhầm. Răng vàng lên. Đầu bếp chuyên nghiệp anh bảo là răng vàng lên. Phúc lên. Đấy, để nguội tôi bắt đầu đánh.